Má nó bây giờ làm nghề gì để mau lên hương trời, mau giàu ta. Chứ đi làm công ty bây giờ ngày có 100 mấy à, đủ má ăn cũng hết trơn à. Đi làm hồ thì được ngày 250 mà đủ mẹ cực quá, nặng quá, nắng nữa sao chịu nổi. Mà nó chiều nào cũng nhậu chứ. Làm phục vụ bưng cà phê nhà hàng được cái nọ, má chạy tới chạy lui mỏi chân mà cũng có ngày có 100 mấy. Đôi khi đủ má chém lộn chém nhầm mình nữa. Không lẽ mình chơi vô liều mình đi giao đá ta. Mà không được, đủ má giao đá được 1 lần 2 lần thôi, chứ đủ má giao hoài cũng mang cũng túm cổ rồi, đủ má bị bắt à. Với cái tình hình ăn xài của mình bây giờ phải làm cái nghề gì đó một ngày 10 mấy triệu, đủ má cái đó mới ngon. Không lẽ giờ làm đĩ đực mà đĩ đực cũng không được, nó đủ má đĩ đực ngày cũng vài triệu là dữ lắm rồi, đủ má vài lần thôi là ngồi xe lăn rồi. Không lẽ giờ nghĩ đi làm ở nhà ăn ở không, đủ má dính vô con đường cờ bạc đá gà tài xỉu quýnh bài ta, số đề banh bóng bắn cá đồ. Mà không được, nó đủ má cờ bạc là bác thằng bằng, mà đủ má chơi là phải đủ má tàn mạc, không được đâu. Mà tiền đâu chơi, đúng rồi đủ má không được đâu. Má có cái cách gì đây nè, phải có cái cách gì đây nè. Đủ má tuổi xuân đang đi qua, mình không phí tuổi xuân với ngày 100 mấy được, phải làm cái cách gì nó mau giàu trong năm nay nè. Rồi có cách rồi, đủ má về nhà lấy cuốn sổ hộ khẩu của bà già mình lại ngân hàng vay 2 tỷ. Tết nay tôi tậu chiếc xì bo, đủ má chứ có xì bo mới chạy tự do thôi. Đủ má tôi chơi maximum cho mấy đứa bạn mấy đứa gầy, đủ má lé con mắt luôn, xài cho nó đã hết 2 tỷ qua Tết. Đủ má ngân hàng đòi không có tiền trả làm gì nhau giờ. Đủ má kêu mang bắt con cặc một bỏ tù 2 xử bắn, nếu có tù chung thân thì có công tù ăn khỏi đi làm, còn nếu như xử bắn thì càng tốt. Đủ má cái mạng đổi 2 tỷ là có giá rồi, con cặc chơi đi.